Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các thầy cô giáo được ví như những người lái đò chở khách qua sông, đã có biết bao chuyến đò cập bến tri thức. Những người thầy, người cô giờ đây có những người tóc đã điểm bạc thời gian, mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng tấm lòng và sự tâm huyết vẫn còn đó. Hôm nay đây, với tấm lòng ấy, sự tâm huyết ấy, cô giáo Hà Thị Anh Thư, cựu giáo chức xã nhà, sẽ gửi tặng quý vị bài thơ Bó Hoa Tặng Thầy. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Mùa đông có gió heo may, cây vàng chút lá đứng ngay cạnh trường. Bạn ơi, có phải bạn buồn, bạn bị chút lá vì cơn gió mùa? Đông về ấm nắng ban trưa, xe xe gió lạnh là mùa đông sang. Lòng tôi náo nức rộn ràng, ngày lễ kỷ niệm 40 năm nhà giáo Việt Nam đến rồi. Không riêng chỉ một mình tôi, bao nhiêu các bạn cùng thời học sinh, mùa đông là của chúng mình. Tiết trời có lạnh nhưng tình ấm sao, thầy trò tình cảm dạt dào. Bó hoa ngày hội em trao tặng thầy. Xin quý vị dành tặng cô giáo những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng ạ.